Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái móc khóa quả cầu lông bằng len như thế này. Rồi chúng ta sẽ phối những cái tầng màu rất là xinh xắn bằng những cái mũi hạt bắp nè, và xen kẽ những cái viền như thế này. Mình hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết luôn. Thì ở đây mình có phối hoa ban mai cũng như là hoa linh lan nè, các bạn có thể là tham khảo ha. Ở đây chúng ta có thể là phối hai hoa linh lan hoặc là hai hoa ban mai đều được. Ở đây thì mình dùng bút để mình vẽ những cái chi tiết này nè. Chúng ta sẽ không có cần tốn những cái phụ kiện khác ha. Còn cái hạt gỗ này thì các bạn có cũng được, mà không có cũng không sao hết. Còn ở bên đây thì chúng ta đưa nó vô cái móc khóa này, mình có hướng dẫn cho các bạn luôn đó. Cái này nó bị lỗi một xíu, mình làm một cái chiếc nơ để che đi, nhưng mà cũng hết sức là dễ thương luôn, đúng không các bạn? Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái móc khóa quả cầu lông bằng len cũng như là cái khóa treo ở túi xách này ha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chuẩn bị những cái màu len. Ở đây là mình sử dụng len 2mm ha. Và các bạn sẽ phối màu tùy thích, có thể là phối một màu, hai màu hoặc là ba màu, tùy theo các bạn nha. Và kim móc mình sử dụng sẽ là kim móc 2mm nè. Chuẩn bị cho mình thêm một cái quả cầu, cầu đã qua sử dụng như thế này để nó tiện lợi hơn, với lại mình thấy nó có ích hơn, đúng không các bạn? Mình trang trí cho cái quả cầu này được sử dụng mới một lần nữa. Còn nếu mà các bạn làm quà tặng hay gì đó, các bạn có thể là mua cầu mới vẫn được, không sao hết ha. Và chuẩn bị thêm cho mình kéo cắt len nè, kim khâu len, với lại cái móc khóa. Nếu mà chúng ta làm cái móc khóa như thế này, còn không thôi là mình lát nữa mình hướng dẫn cho các bạn làm cái khóa treo bằng len luôn nha. Và cái kim khâu len này nè các bạn, với lại cái này là cái dụng cụ hút mụn á, mình mua nhiều cây lắm cho nên là mình sẽ lấy ra một cây này để mà mình sử dụng cho cái này ha. Mình sẽ đâm cái lỗ nè. Ở đây là mình hướng dẫn cho các bạn làm cái khoen này nha. Cái khoen này thì được lấy ra từ cái ở chỗ này nè, đó, lấy ra từ ở phía dưới này. Mình gỡ cái này ra, mình gỡ cái này ra ha. Rồi cái mình đưa vô đây trước, xong á các bạn sẽ lấy cái chỗ cái đầu nhọn này nè, cái kim khâu len nhọn nhọn cũng được nữa nè, cái kim khâu len nhọn nè, các bạn sẽ đâm kim nó dạng như chữ V á các bạn. Đâm kim ở đây một cái ha, rồi ở đây một cái đó, đâm qua tạo một cái chữ V vậy đó. Như vậy để cho mình khi mà các bạn gỡ cái này nè, gỡ cái này ra nè, các bạn sẽ luồn vô ở phía bên trong nó, rồi các bạn sẽ kéo nó lên luôn, rồi là chúng ta sẽ được như thế này ha. Như thế này xong rồi á thì các bạn sẽ chỉ cần đưa cái này vô rồi lấy cái kia đó, các bạn bóp nó lại là chúng ta đã được một cái khóa inox như thế này nè, đính lên trên cái chiếc cầu luôn nha. Rồi một lát nữa mình sẽ gắn vô luôn, rồi mình nói cho các bạn trước để mà các bạn tham khảo á. Còn cái cách thứ hai á là mình sẽ đâm kim ở chính giữa này nè để tạo một cái lỗ ha. Các bạn làm sao mà nó xuyên qua bên phía bên kia luôn. Các bạn có thể là dùng những cái dụng cụ hỗ trợ, hoặc là để cái này xuống nè, cho nó có cái các bạn kéo nó xuống á. Rồi cái này phải dùng lực á, cho nên là các bạn sẽ tự làm cái vấn đề này ha. Đâm kim thẳng xuống phía dưới này luôn. Sau khi mình sử dụng hết cái phần công lực của mình á, thì cũng đã tạo được cái lỗ ở phía dưới rồi nè. mình không nghĩ là nó sẽ khó như vậy các bạn. Cái này là cái dụng cụ hỗ trợ để mà mình đóng cái này xuống nha, và nó đã bị qua phía bên đây luôn rồi. Cái này mà làm nhiều cái chắc mình làm không nổi luôn á các bạn, hoặc là mình sẽ đổi thành cái mẫu treo khác chứ mình không có sử dụng cái treo này được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy kéo ra để mà chúng ta cắt bỏ những cái phần thừa nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chừa lại một xíu ha, chừa lại một ít như thế này nè. Rồi các bạn sẽ cắt cho hết cái phần này luôn nha.
Hai cái quả cầu này là mình với ông xã mình đánh cầu lông hồi 3 4 năm về trước đó các bạn. Mình để trong cái cặp kia tới giờ. Nhưng mà nó vẫn còn ổn lắm nè. Các bạn sẽ dành lại cái chỗ này luôn ha, để cho mình dễ dàng mình móc những cái hàng mũi hạt mắt hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái tầng đầu tiên nha. Mình làm tầng đầu tiên sẽ là màu trắng. Và các bạn sẽ lấy cái lem màu trắng để mà các bạn phối giống mình ha. Chúng ta sẽ đâm kim ở cái lỗ đầu tiên, kéo cái phần len qua. Móc lên một mũi móc xích. Và bây giờ chúng ta sẽ kéo cái cọng len này nè qua bên đây. Đâm kim xuống phía dưới. Kéo cái len này lên. Lần thứ nhất. Rồi, đưa cái kim này vô cái lỗ này, kéo cái len này qua. Lại đâm kim xuống cái lỗ phía dưới, kéo cái len lần thứ hai. Kéo bằng độ cao trước đó nha. Rồi, các bạn lại tiếp tục kéo cái len này qua qua phía bên này. Rồi đâm kim xuống phía dưới. Rồi chúng ta kéo cái len này qua lần thứ ba. Chúng ta sẽ làm 3 lần nha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ kéo cái cọng len này qua hết những cái vòng len trên kim này luôn nha. Rồi, chúng ta tạo được một mũi hạt bắp đầu tiên. Các bạn sẽ đưa cái đầu kim qua bên đây, kéo cái cọng len. Đưa cái cọng này xuống, kéo len lần thứ nhất. Lại tiếp tục kéo cái cọng này, đưa xuống dưới này, kéo len lần thứ hai. Tiếp tục kéo cái len này qua, đưa nó xuống phía dưới. Kéo cái len này lên, lần thứ ba. Rồi chúng ta cũng sẽ làm giống như như hồi nãy ha. Chúng ta cũng sẽ kéo qua hết những cái vòng len trên kim như thế này. Chúng ta có được một mũi hạt bắp thứ hai ở cái ô thứ hai. Các bạn cứ luân phiên như thế đến hết luôn ha. Rồi cái này là mình cũng nẹp cái cọng len thừa vào trong mũi móc nè. Chúng ta nẹp thêm một lần nữa thôi là chúng ta cắt bỏ. Rồi bây giờ mình làm mẫu cho các bạn thêm một lần nữa. Rồi chúng ta sẽ tự móc tới cuối hàng luôn ha. Đâm kim, kéo len. Đưa kim xuống. Kéo cái len này lên lần thứ nhất. Quấn len. Đưa nó xuống. Kéo len qua lần thứ hai, kéo len qua lần thứ ba. Rồi chúng ta có được những vòng len trên kim như thế này nè, các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Rồi các bạn sẽ làm tương tự như mình hướng dẫn đến cuối hàng luôn nha. Mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn, và chúng ta sẽ cắt len bỏ luôn ha. Rồi kéo cái phần len này nè lên. Các bạn sẽ lấy cái kim khâu len đi. Chúng ta sẽ xỏ cái cọng này qua kim khâu len nha. Khi nãy mình hướng dẫn cho các bạn là xỏ cái lỗ trước rồi mới cắt. Các bạn làm ngược lại cho nó dễ hơn ha. Cái này cho nó gọn, cắt rồi mình hãy xỏ lỗ. Tại vì cái đầu tiên mình không có làm á các bạn. Mình làm cái phần khóa đó đó. Xong cái mình chưa có kinh nghiệm á. Xong giờ mình cảm thấy là hồi nãy là mình đi ngược lại rồi đó. Cho nên bây giờ mình nói lại cho các bạn ha. Rồi chúng ta cứ việc khâu cái chỗ này lại nè. Rồi đưa nó xuống. Rồi kéo nó xuống phía dưới. Rồi như thế này thôi cũng được rồi các bạn. Kỹ nữa thì chúng ta sẽ đưa nó qua vòng vòng ở đây nè, sợ nó chạy len đó. Rồi bao nhiêu đi rồi cắt bỏ ha. Giờ mình sẽ phối tới màu hồng nha. Bạn nào mà không có muốn làm cái tầng này thì chúng ta bỏ qua cái bước này, chúng ta chỉ làm cái bước bước tiếp theo này nè. Rồi các bạn sẽ làm thêm tầng nữa cũng được nữa ha.
hai tầng muối hạt bắp ở chỗ này cũng được. Cái này là mình làm 3 tầng nè. Các bạn có thể là làm 2 tầng ở chỗ cái điểm này đầu tiên nha. Bây giờ chúng ta sẽ kéo cái ren màu hồng qua. Móc lên 3 mũi móc xích. Quấn len một vòng lên kim. Đâm kim vào trong cái chân móc này. Các bạn kéo len lần thứ nhất bằng độ cao của 3 mũi móc xích ha. Quấn len tiếp tục. Đâm kim kéo len lần thứ hai. Quấn len, đâm kim lần thứ ba. Quấn len, đâm kim lần thứ tư. Rồi chúng ta được một số vòng len trên kim như thế này nè. Các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Sau đó là kéo cái này ra. Móc lên cho mình một mũi móc xích nha. Chúng ta được một mũi hạt bắp đầu tiên. Bây giờ mũi hạt bắp tiếp theo. Các bạn quấn len nè. Đâm kim, kéo len. 1, 2, 3, 4. Kéo hết những cái vòng len trên kim. Rồi rút cái cọng này lại cho mũi hạt bắp mình nó đứng thẳng lên và nó có độ cao. Rồi các bạn móc lên một mũi móc xích cho mình. Đã hoàn thiện mũi hạt bắp thứ hai. Bây giờ mình sẽ làm mẫu cho các bạn thêm một mũi nữa, rồi mình sẽ móc đến cuối hàng luôn ha. Các bạn sẽ quấn len nè, đâm kim. 1, 2. Lấy cái ngón giữa giữ nó lại, kéo nó lên. 3. Rồi bây giờ chúng ta mới lấy cái ngón giữa nè, giữ nó, đâm kim, kéo nó lên. Đó, như vậy thì nó sẽ đỡ gồng cái tay khi mà các bạn mới tập móc á, làm mũi hạt bắp nó rất là gồng và rất là đau tay ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo qua hết luôn nè. Rồi các bạn sẽ kéo cái này lên. Đó, như vậy này nó cao và nó ốm ốm và nó dễ thương. Rồi các bạn móc lên một mũi móc xích ha. Làm tương tự như mình hướng dẫn cho tới cuối hàng luôn. Rồi cái phần màu hồng này nè các bạn sẽ cắt bỏ nha. Rồi chúng ta sẽ gặp lại khi mà chúng ta móc đến cuối hàng bên đây. Mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chụt mũi ha. Đây, chụt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Móc lên một mũi xích. À, các bạn cắt len nha. Rồi rút nó lại. Bây giờ các bạn lấy cái len màu xanh. Nếu mà bạn nào mà thích hạt bắp thôi á thì chúng ta sẽ đổi len cũng được mà giữ nguyên cũng được. Các bạn móc thêm một hàng mũi hạt bắp nữa. Móc ở chỗ này nè. Đây, ở chính giữa này ha. Ở chính giữa này. Rồi xong rồi chúng ta qua chính giữa này chúng ta móc nó xen kẽ lẫn nhau ha. Chúng ta không móc trùng với cái chân móc này nha. Chúng ta móc ở chính giữa này luôn nè. Đó. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái phần viền này nha. Phần viền này thì nó sẽ mới lạ một xíu. Nếu như các bạn thích thì chúng ta sẽ làm cái này. Còn nếu mà không thích thì chúng ta làm thêm một hàng bắp y hệt như thế này nữa nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim, kéo len, móc lên cho mình hai mũi móc xích, móc vào cái ở chính giữa này một mũi nửa kép. Cái cọng này để cuối á, chúng ta hạ nẹp vô ha. Sau đó là một mũi móc kép đơn và một mũi nửa kép, rút nó lại. Các bạn sẽ chuột mũi qua bên cái khoảng cách của hai mũi hạt bắp này, chuột mũi cho mình nha, kéo nó lại. Tiếp tục làm cái phần viền tiếp theo, móc lên một mũi móc xích, quấn len nè, đâm kim, kéo len. Rồi chúng ta tạo một mũi nửa kép, tạo một mũi móc kép, tạo một mũi nửa kép, chuột mũi qua bên cái
khoảng cách của hai mũi hạt mắt này. Rồi các bạn sẽ làm tương tự như mình hướng dẫn nha. Móc lên một mũi móc xích nè, quấn len, kéo len. Rồi chúng ta tạo một mũi nửa kép, rồi tới một mũi móc kép, rồi tới một mũi nửa kép, được mũi. Rồi các bạn cứ luân phiên như vậy ha. Đến cuối hàng luôn thì mình sẽ gặp lại các bạn. Đến cuối hàng thì chúng ta sẽ nẹp cái cọng len thừa này vào trong mũi móc luôn nha. Mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi ha. Trượt mũi vô chỗ này luôn nè. Rồi, chúng ta cắt len luôn ha. Các bạn kéo nó lên. Bỏ cái này qua kim khâu len. Chúng ta sẽ giấu cái cọng len này. Đâm kim xuống phía dưới. Còn bao nhiêu len thừa thì chúng ta sẽ cắt bỏ hết luôn ha. Bây giờ các bạn sẽ lấy len màu xanh ra để mình tạo cái phần cuốn hoa ha. Chúng ta sẽ móc trang trí. Tạo vòng tròn. Kéo len qua. Móc lên một mũi móc xích. Đâm kim vào vòng tròn này chúng ta sẽ móc 6 mũi móc đơn. 2, 3, 4, 5, 6. Kéo cái vòng tròn này cho nó khít lại và chuột mũi vào trong cái chân móc đầu tiên. Là móc lên 3 mũi móc xích. 3 mũi này tương đương với một mũi móc kép à. Móc lên thêm một mũi móc xích nữa. Đây là cái khoảng cách của những cái mũi móc kép. Các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim nè. Cái này là chân móc đầu tiên mình đã móc rồi. Chúng ta sẽ đâm kim qua chân móc thứ hai, móc một mũi móc kép. Lên một mũi móc xích. Móc một mũi móc kép vào chân móc thứ ba. Tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào chân móc thứ tư, một mũi móc kép. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào chân móc thứ năm, một mũi móc kép. Móc lên một mũi móc xích, móc vào cái chân móc thứ sáu, chân móc cuối cùng, một mũi móc kép. Móc lên một mũi móc xích và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc xích thứ ba nè. Đây, 1 2 3. Đâm kim vào. Các bạn sẽ tạo mũi trượt, móc lên cho mình một mũi móc xích và chúng ta sẽ cắt len luôn nha. Cái này là phần cuốn. Các bạn có thể là phối màu hồng hoặc là màu trắng. Mình sẽ chọn màu trắng nha. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc bất kỳ ở chỗ khoảng trống trước đó mà chúng ta gây nên một mũi móc xích nè. Bây giờ mình chọn cái chân đầu tiên này luôn. Chúng ta sẽ nẹp cái phần màu trắng vào trong mũi móc luôn ha. Móc lên cho mình hai mũi móc xích. Quấn lên, đâm kim kéo lên. 1, quấn len, đâm kim kéo len. 2, 3, 4, 5. Và các bạn sẽ kéo len qua hết những cái vòng len này. Móc lên một mũi móc xích. Chúng ta hoàn thiện một mũi hạt bắp đầu tiên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quấn len nè, đâm kim qua cái chân móc kế bên ha. Chúng ta sẽ làm một mũi hạt bắp tương tự như thế luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Kéo len qua hết những cái vòng len trên kim. Được một mũi hạt bắp thứ hai. Các bạn móc lên một mũi móc xích ha. Rồi tương tự. Chúng ta có 6 cái khoảng trống thì chúng ta sẽ tạo 6 mũi như thế này nha. Mình đã móc đến cuối hàng rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc hạt bắp này ha. Trượt mũi vào đây. Rồi làm cái hàng viền nè. Các bạn móc lên cho mình 3 mũi móc xích.
quấn lên. Bây giờ ở chỗ cái khoảng cách của hai mũi hạt bắp á, ở chỗ này nè, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc kép nha, lên hai mũi móc xích, xoay ngang như thế này, móc vào cái khoảng cách này nè một mũi móc đơn, lại móc cho mình một mũi móc kép vào trong cái chân móc đó nữa, cái chân móc này ha, rồi lên hai mũi móc xích, móc một mũi móc đơn vào cái khoảng cách này này. Rồi chúng ta xong một cánh này nè, chúng ta qua cánh thứ hai. Đây, ở chính giữa hai mũi hạt bắp nè, các bạn lại móc một mũi móc kép, lại lên hai mũi móc xích, rồi móc một mũi móc đơn vào chỗ khoảng khoảng cách của hai mũi móc kép này nè. Tiếp tục móc một mũi móc kép vào trong cái ô này luôn, và móc hai mũi móc xích, xoay ngang lại móc một mũi móc đơn vào, và cứ làm lần lượt như vậy ha. Một cái khoảng cách của chúng ta bao gồm là một kép nè, hai xích, một đơn, rồi xong lơ một kép, hai xích, một đơn như vậy ha. Rồi các bạn sẽ làm tương tự đến cuối hàng. Bây giờ mình làm mẫu cho các bạn thêm một lần nữa ha. Rồi cái khoảng khoảng trống này, các bạn lại móc cho mình một mũi móc kép nè, lên hai mũi móc xích, móc một mũi móc đơn vào, lại móc một kép, lên hai xích, móc một mũi móc đơn vào. Rồi như vậy các bạn sẽ làm tương tự như mình hướng dẫn đến cuối hàng luôn nha. Mình đã móc đến cuối hàng rồi đây. Bây giờ chúng ta sẽ chụp mũi vô cái chân móc này ha. Các bạn sẽ chụp mũi. Chúng ta sẽ cắt len luôn nha. Kéo nó lên. Rút nó lại. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim từ ở phía dưới nè. Lấy cái cọng len này xuống. Rồi chúng ta sẽ giấu cái cọng len này vào trong những cái mũi móc ha. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một cái loại hoa nữa. Và chúng ta sẽ trang trí hai loại này. Hoa chuông thì chúng ta sẽ để cái cọng dài, còn hoa đó thì mình sẽ để cái cọng ngắn nha. Cái hoa này thì ở clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi nè, mình sẽ để link hướng dẫn móc cái hoa này dưới phần bình luận cũng như là cái phần mô tả ha, để các bạn dễ dàng các bạn nhìn thấy. Bây giờ chúng ta còn làm cái phần dây móc xích để chúng ta treo nữa là được rồi. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái len màu xanh hoặc là màu gì mà các bạn yêu thích á, thì chúng ta sẽ làm ha. Thì cái hàng mọc cuối màu gì á thì chúng ta sẽ ưu tiên cái cọng dây màu đó. Rồi chúng ta sẽ chừa ra một cái đoạn len như thế này và móc lên một đoạn dây móc xích. 1, 2, 3, 4. Mình đã móc được 90 mũi móc xích rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cắt len luôn nha. Rồi các bạn sẽ xỏ cái cọng len này qua kim khâu len đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đâm kim từ ở phía dưới lên phía trên ha. Các bạn sẽ kéo cái cọng len này qua qua lần đầu ha. Rồi chúng ta sẽ đi ngược lại thêm một lần nữa nha. Rồi chúng ta kéo nó qua. Đây các bạn, kéo nó xuống phía dưới chút xíu nha. Cái ở trên đây nè, chúng ta sẽ chừa lại một cái đoạn bằng với cái phần mà chúng ta sẽ treo thôi. Chúng ta nếu mà chúng ta mén vô cái túi xách, chúng ta sẽ luồn sao mà cho cái chỗ này nè nó qua được. Cái này mình thấy nó qua được rồi nè, cho nên là mình sẽ giữ nguyên cái chỗ đoạn này ha. Đoạn này là khoảng cỡ 10 cm á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ canh chỉnh lại xíu nữa cho nó đều ha. Đâm kim vô cái hoa này. Rồi các bạn sẽ đâm kim trở ngược lên.
rồi kéo nó lại. Rồi cái chỗ này chúng ta sẽ làm thêm một lần nữa nha. Đó, để cho nó đừng có bị lỏng á các bạn. Rồi quay qua đây, chúng ta sẽ tạo một cái mối thắt ở chỗ cái điểm này. Rồi chúng ta sẽ đưa nó xuống ở phía dưới này ha. Rồi các bạn cắt len luôn nha. Rồi còn len thừa ở chỗ nào đó là chúng ta sẽ cắt bỏ. Rồi bên đây thì nó dễ dàng hơn nè. Rồi các bạn cũng xỏ cái này qua kim khâu len nha. Lấy cái kim bự này cho nó dễ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đâm kim xuống phía dưới này. Rồi các bạn chúng ta cột nó lại. Cột cho nó thành một cái cục to to các bạn, để cho nó giữ cái hoa này khỏi có bị rơi á. Rồi còn nhiêu len cái mình cắt bỏ là xong rồi. Rồi cột thêm lần nữa ha. Cắt bỏ nó đi. Rồi các bạn cứ kéo nó lên như thế này là xong rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta muốn trang trí cái gì nữa thì chúng ta trang trí vẽ mắt, vẽ miệng gì đó cũng được nữa nè. Bây giờ chúng ta sẽ tự vẽ vẽ mắt với miệng nha. Nếu bạn nào có cái hàng đúc gỗ á, thì chúng ta sẽ làm thêm bước này nữa nè cho nó đẹp ha. Rồi các bạn sẽ đâm kim vô cái hạt gỗ. Xong rồi chúng ta sẽ đâm kim qua đây. Kéo cái cọng len này lên nha. Rồi, dùng tay này kéo nó xuống phía dưới này. Đó. Cũng thấy cưng mà đúng không các bạn? Cái này bây giờ không biết vẽ làm sao đây nữa. Không biết vẽ có đẹp không à. Bây giờ mình vẽ đại nó tượng trưng thôi ha. Nếu mà bạn nào vẽ đẹp á, thì chúc mừng các bạn. Còn ở đây là mình hơi bị run á, mà không biết mình vẽ đẹp không nữa. Bây giờ con mắt nó thôi vẽ mắt cho nó cười hiếp đi các bạn ơi, là nó dễ nhất rồi. À, một con này ha, ở bên đây một con nữa nè, rồi ở đây cho nó cười mỉm nữa là xong. Vẽ nhiều quá sợ nó bị lỗi á các bạn. Bây giờ có thể là đánh má hồng ở đây ha, hoặc là các bạn có thể là lấy cái len màu hồng á. Lấy cái cây bút màu hồng á các bạn, có cái cây viết màu đỏ cũng được nữa. Bây giờ mình sẽ tạo má hồng ha, tạo nhẹ nhàng thôi, nó lỗi một cái là khó ra. Rồi bây giờ như vậy là được rồi á các bạn, không có cần phải cao siêu gì đâu ha. Để mình treo thử nó. Trời ơi, dễ cưng quá. Thêm hai cái bông. Các bạn có thể là sử dụng hai cái hoa này cùng cùng loại hoặc là khác loại, tại vì ở đây là mình phối cho các bạn tham khảo á. Các bạn nếu mà thích á, thì sẽ phối giống như mình ha. Phối giống như mình thì nó sẽ đa dạng, thấy nó dễ cưng nè. Còn đây thì bên đây thì nó đơn giản hơn, mình không có phối mà mình cái chỗ này nè nó bị gắt á các bạn. Cái mình lấy một cái nơ mình dán nó vô. Còn cái nơ này các bạn thích thì mình sẽ để cho Linh hướng dẫn móc cái nơ này luôn ha. Mình đã có hướng dẫn ở clip trước rồi rồi. Bây giờ chỉ cần các bạn móc nữa là xong à. Và bây giờ mình sẽ treo lên cái cặp thử coi coi nó đẹp không nha. Trời cute quá nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ luồn ha. Luồn ở chỗ này trước. Tại vì có cái phần cái hạt này nè, nó khó luồn á. Cho nên là chúng ta sẽ thổi gắn cái hạt nó cũng được nữa nếu mà chúng ta treo cái cặp này nha. Còn nếu mà các bạn không có treo thì chúng ta gắn đó các bạn. Này cũng được nè, tại vì hồi nãy mình cái chỗ này mà mình kéo được á, mình kéo cái cọng này nó lên xíu á, thì nó mới mới qua cái chỗ này. Thì các bạn lưu ý nha, hồi nãy mình làm
90 mũ móc xích á, thì các bạn có thể là móc lên cỡ 93, 94 cũng được nếu mà chúng ta xỏ nó qua đây cho nó dễ dàng hơn ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái móc khóa cầu lông băng len này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu móc khóa này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.